Thực hiện kế hoạch số 162 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm tổng kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy điện vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Thường Xuân đã huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sau gần 3 tháng ra quân, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thường Xuân đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm giao thông đã giảm đáng kể. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, toàn huyện xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 13 người, chết 1 người. Hầu hết các vụ tai nạn đều liên quan đến người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Để phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông do xe mô tô, xe gắn máy gây ra, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Thường Xuân phối hợp với Công an các xã, thị trấn, tổng kiểm soát người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo huyện xây dựng kế hoạch và phân công thành 4 tổ huy động trên 20 cán bộ chiến sĩ của Công an các xã, thị trấn kết hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt tập trung ở khu vực trung tâm của các xã, các địa bàn trung tâm để tổ chức tuần tra kiểm soát. Từ ngày 15 tháng 4 đến nay, Cảnh sát Giao thông huyện Thường Xuân lập biên bản xử lý 301 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 700 triệu đồng, tước giấy phép lái xe gần 42 trường hợp, tạm giữ 189 xe mô tô. Trong đó, các vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, không mang theo giấy tờ xe và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, sau gần 3 tháng ra quân kiểm tra xử lý, tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến xe máy trên địa bàn huyện Thường Xuân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người điều khiển mô tô, xe gắn máy được nâng lên rõ rệt. Các vi phạm như người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sau khi đã sử dụng bia rượu, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng đã giảm so với thời gian trước đây. Đối với lực lượng Cảnh sát giao thông thì cũng đề xuất là tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp tuần tra kiểm soát trên địa bàn toàn tuyến, huy động tối đa lực lượng và phối hợp với lực lượng cảnh sát khác, công an xã, thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất cái mục tiêu yêu cầu của kế hoạch của giám đốc đã đề ra. Thời gian tới, để duy trì hiệu quả của đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Thường Xuân sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến mô tô, xe gắn máy, góp phần nâng cao ý thức, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của chủ phương tiện và người tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn toàn huyện.